Các bạn đã sẵn sàng cùng chiến với các chị đại chưa? I already know what you're trying to say. Quay lại do là vũ trụ gọi tên đó. Chị đứng được mà em không đứng được là em sai rồi. Mà chị bỏ nghề 8 năm rồi nhá. Khi mà chị xem em trình diễn á, chị bị tuột cảm xúc giữa lớp. Em trôi quá. Ủa, tại sao chị cứ phải như thế nhỉ? Em đang nói về cái công việc của em, chị em chưa có động chạm gì đến chị cả. Get.